hoặc là 350 giới ha. Thiên tâm mình có 12 giới dễ ập. Nó chỉ dễ chứ không phải dễ. Có cái giới là không sợ già đó. Mà nội là mỗi ngày thấy ngăn ở phạm giới đó nó rồi. Đó là nó che mặt nó sợ nắng. Không sợ già. Vậy mà nó cũng che mặt đó, sợ nám á. Vẫn chơi chứ, ok. Không sợ già, không sợ nghèo. Không sợ bệnh. Không sợ nghèo là mấy con sợ rồi đúng không? À, mình biết con đường của mình đi sẽ về gặp về cha mẹ trên trời sướng hơn. Đứa này cũng đâu mang theo được cái gì. Là không sợ, coi nè. Không sợ nghèo, xong không sợ già, không sợ bệnh. Bệnh nó thật sự mình cũng không control được. Đến khi bác sĩ nó khám ra, nó ra thôi. Bởi vì mỗi lần mà con đi khám tổng quát về nhà rung, không biết cái kết quả như thế nào, đúng không? À, bữa nào nhìn thấy kết quả rất là mừng. Bữa đó phải mấy con phải dẫn gia đình đi ăn tối. Còn mà khám ra mà rồi xong thấy có gì lạ lạ đó, máu gì lạ đó, ung thư độc hay lành gì mình không biết. Trong hãng thư hộ làm nhiều lúc có chị kia hồi xưa đang làm mỗi ngày, gặp nhau mỗi ngày nói chuyện với phụ, tự nhiên đau đáo cổ giống như bị con ong gì đó, cũng không có gì sưng nữa, cái đi khám ra, khám ra cái về khóc hụ hụ đó là bị ung thư. Ung thư mà lúc đó cũng chưa biết là ung thư độc hay là ung thư lành nữa nha. Bắt đầu phải đi tiếp tục mà cứ thế, mà ngày nào mặt cũng méo không, mà cái mà trước đó một ngày là cười nha, không đầy 3 tháng sư phụ tiễn ra ngay cái đường Mifitas gì chỗ Scott hiện giờ đang trốn tại rồi. The first day cho tới ngày mà sư phụ mà đi đám ma là 3 tháng đó con. Mà là đầu tiên nó như y như là ông chích thôi. Ô nhầm gì, ông chích du mà không phải, uống thuốc gì cũng không á. Thì mà không biết đi sao không biết, mà tới cuối cùng rồi 3 tháng đi luôn, ra nghĩa địa luôn. Mà khi nó khởi ra nó rất là bình thường, chuyện rất là nhẹ nhàng. Cách đây 8 tuần đúng không? Khoảng 8 tuần hả? Tức là chị Trang là vợ ông, bà chị dâu á. À, hồi năm ngoái bà cứ đau đau ở bụng, cái đi bác sĩ Việt Nam cứ cho thuốc, ô không nhầm gì đâu, nhiều cứ tiêu quá rồi ăn không tiêu rồi đau đau, cái mỗi lần đi vậy bà cứ cho thuốc không à. Đến lúc mà bà chịu đau không nổi á, bà đi vô emergency của nhà thương á, lúc đó mới scan ra thì bà bị colon cancer thứ tư rồi. Mà bác sĩ Việt Nam mình là cứ cho uống thuốc không à, cứ đau không à. Cái sức con người mình á, nó mạnh lắm, nó kháng lại cái bệnh tật rất là mạnh. Mà khi nào mình sụm rồi thì mình sụm. Cho nên mấy con đừng có nghĩ cái đau chút chút là nó không quan trọng nghe. Đến lúc mà xong rồi cái bây giờ thưa bà bác sĩ nó sao mà thưa. Ông Thịnh bữa giờ không tính thưa đó. Giờ ông chết. Từ lúc mà ấy rồi đi về Việt Nam để mà từ giã gia đình rồi á, lên máy bay không nổi, nhà thương Việt Nam nói mày không có cứu nổi. Sư phụ mới lên trên này khánh với hai đứa con, cũng còn nghiệm đứa 15, đứa 16 hay gì đó, 18 với ông bố với bà già. Kỳ đó khánh không biết có đứa nào khánh chung không. Thì nhờ tha lực mấy vị để mà mang qua. Mang qua mấy vị nói là nhờ phước của sư phụ khánh bà sẽ sống được qua cái Tết Việt Nam, Tết Nam bữa hổm. Thì Trang vừa tức là mang được qua Mỹ là mừng rồi, tại vì lên máy bay không nổi. Thì qua tới Việt Nam thì đi rồi á, thì mấy câu chuyện mà thu bữa giờ kể đó, thì cái chân linh của bà hiện về cũng ngượng gái, cũng cỡ 18 tuổi, rất là đẹp. Lúc đầu á thì không có biết tu, cũng không có tin sư phụ nữa. Sau đó là cảm ơn rồi này nọ, rồi cứ tới lui lui nói.
Thì bây giờ thì cũng được đi về rồi, về trên rồi. À, nhà ông bố, nhà sư phụ rồi á. Thì nhà như trả phe giùm vậy. Để chọn giùm đi về. Thì giờ bả về. Nó thì mà ngày mà phát hiện ra cái bệnh tới ngày chết hình như chưa đầy 8 tháng năm vậy. Ghê không? Ung thư ruột á. À, mà nó đau 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 không nghe. Mà không biết đau kiểu nào mà đến khi mà tá hỏa rồi á, là xong. Trở lại cái chuyện mà 12 giới của mình đó là gì? Sống mà không có chịu giữ giới 12, không có đọc kinh. Tại cuốn kinh của mẹ chế ra cho mình đọc thiên tâm á, trong đó có lại 36 lại sám hối đúng không? Đó là cực kỳ quan trọng. Ở ngoài kia Phật tử có đi chùa mà gọi là chùa tốt á, không phải là chùa cà gù cà gật hay là thầy sư quốc danh nha, là một năm cũng không có đủ, không bằng phước đọc một thời kinh của thiên tâm nữa. Hiểu nó thật luôn á, là trong đó mấy con những cái bài sám hối mà những cái chữ trong đó đó là mấy vị chứng những cái lời trong đó, con lại dùm cho mấy vị trên cõi trời. Tại trên trời á là mấy vị Bồ Tát còn mình lại sám hối dùm cho mấy vị có cảm lòng không? Ở trong cuốn kinh Phật giáo chùa đâu có cái đó đâu, không phải là tầm thường đó đó. Rồi con lại dùm cho 12, 24 anh chị em của sư phụ với hết hoàng tử thái tử của dưới Long Cung nữa, thì làm sao anh em của sư phụ với mấy chị của sư phụ mà không cảm động được? Kinh Thiên Tâm hay lắm á, gán giữ 12. Không cho già, không cho bệnh. Mà thấy con bệnh cái mặt con buồn hiu, không bệnh cái mặt cười tối ngày. Nhưng mà nhiều lúc ở nhà nó mới bệnh á, phải lên đây đọc kinh lại nữa, nó không có bệnh. Nhiều lúc mình sợ ra đường là bệnh, nhưng mà thật sự lên núi nó không bệnh. Để sư phụ nói là có thiệt, chứ không phải sư phụ nói để mà không có. Tôi không có cần thiết phải nói tốt gì cái núi này nữa, nó làm sao làm vậy. Con thấy ông học không? Qua mấy mùa Covid, ổng như con trâu giữa đồng vậy. Ổng có bệnh gì không? Mấy gì độ ổng đó. Con thấy ông già không? Trước khi thụ mua núi năm 24 cho ông bệnh á, mơ lăng với bà già đi chở về vô nhà thương tối ngày. Bây giờ thấy ông mạnh như con trâu không? Không đầu bạc á. Cái này có chư vị gia hộ mình bệnh chút chút á, mấy vị phủi cá lại rồi, không có bệnh. Không phải là tự không biết lý do gì, có thể cho hộ ngày nào cũng lại sám hối yết lại cha lại mẹ tối ngày. Cháu ơi, cho con làm 50% lợi cho rồi, trần này nóng nực chi quá. Con làm phân nửa rồi, còn phân nửa cho con làm xong luôn. Cái này với mấy cái mùa hè hồi lúc trước Cali không có mưa đó, nóng chịu không có nổi mà phải lên núi đổ xi măng đó. Hồi xưa những cái năm năm mà trước mưa chết nó không có hết, chết tiếp tục một cái cuộc sống vui sướng hơn. Phụ nó thiệt luôn á, đứa nào họ thiên chết là tiếp tục một cuộc sống cực kỳ thích thú vui sướng hơn. Còn sống á là một cái cơ hội ngàn vàng trong nghìn nghìn năm mình còn mang thân người để mình làm công đức. Sống cũng giống như là mấy con đang làm gì ta, có cái bài gì mai túi ba gan mà lấy khế trả vàng đó, là mấy con đang ngồi trong cái kho của hột xoàn của cái trái đất này để tạo công đức. Cái đang còn thân người nè, là giống như mình đang nằm trong một cái kho tàng vậy đó, mình muốn lấy bao nhiêu
vàng quý báu kim cương vậy đó, thì bây giờ cứ lấy. Không, đứa nào hôm mua ba mấy trái bắp lại hả? Không chị ăn mua hả? Sư phụ ăn ba trái là con sống được 3.000 năm trận. Không thiệt. Thì làm cho bạn đạo mình vui, làm cho vui là có công đức. Mà cái đó không phải như vậy, mà ban đêm mấy chư thiên cũng có ở đây hôm. Tức là mình làm một cái công việc nhỏ nhỏ thôi. Mình thấy nó nhỏ nhưng mà nó không có nhỏ nha. Lớn. Giống như bây giờ mấy con đi đường lên trên đó, thấy một cục rác hay thấy một cái lon, cái chai của ai uống nước dư bỏ, con lụm tùm rác, con nghĩ là không ai thấy hả? Thứ nhất là ông chân thần ổng đứng sờ sờ ổng biết. Thứ hai có mấy ông rồng của mình đúng không? Là mấy vị basic thôi. Còn mấy chư thiên là quá trời luôn. Tổ đứng đó nữa kìa, tổ thiệt luôn á. Thì cái đó cũng là công đức. Trở lại cái chuyện cao đồ ngày hôm qua, ăn không lo ăn, bắp không thèm ngó tới bắp, cái ngồi ở ngoài đó lụm số đâu biết ông lụm gì, lụm tàn nhang, mấy cây nhang. Cái đó trong kinh Phật không có, nhưng mà cái mình làm như vậy là cũng để tốt, để cho mấy Phật tử phải hiểu. Sau này những lễ lộc cúng lớn mấy con cứ gom bỏ vô một cái thùng phi hết, cả nhang, cả bông, cả những cái gì á mình bỏ vào đó mình đốt, mình không có dục tùm lum là. Thì là tại vì nếu mà mình dục ở cái đồi núi như vậy, sau này á nó nhiều nhang dục tùm lum cũng thấy cũng không có hay cái núi mình nữa, thì cũng là tốt. Nhưng mà nó không phải là tội không tội, thì sư phụ đề nghị như vậy. Sau này mình khi mình cúng rồi mình gom nhang lại, mình bỏ trong một cái thùng đi, mình lựa một cái thùng nào để mình tối mình đốt nó luôn, giống như lò sưởi luôn vậy đó. Bông nữa cũng không có nên dục bông tùm lum la. Và trong đó có những cái mà hình ảnh hay mấy cái gì mà của người ta lên đây thảy á, mà về Phật á, mình cũng xá cái mình đốt được, thì mình nên đề nghị như vậy. Lâm, sáng giờ đâu? Sáng giờ con đi lên trên hả? Nhỏ gái. Gái? Dạ, nó học y tá này. Ờ, cũng có đây. Dạ, nhưng mà tú ở dưới cái chiếc đầy cỡ khoảng 20 phút. Con của con hả? Dạ. Hồi đâu có biết. Nhưng mà đỡ mình gia đình. Ở bên Cali thì thiếu ở trường học. Ok. Nếu sau này á, tất cả những đệ tử họ thiên ở đây á, mà có lên ở dưới tầng trời mà thấp với sư phụ mà cao sư phụ nhắc lên được. Bây giờ mình nói giả sử nha, mấy anh ông Trump không có tài kiểu nào nữa, ông cũng không có thể thi giùm con của ông. Ông cũng có thể được làm những cái này, ông có thể ông nói với ông chấm điểm hay ông giáo sư con tao á, thì ông kia ông chấm điểm công bằng chút, con không bị ăn hiếp thôi. Chứ còn con cũng phải tự sức con học đúng không? À, sư nhưng phụ mà đặt cách hả? Sư phụ đặt cách chưa? Không, mình không có lạm quyền được lắm. Sư phụ xuống đây á, sư phụ làm sai sư phụ cũng bị mệt á. À, thiên tử xuống trần làm sai cha cũng phạt như thường thôi. Thì cái kiểu hòa thượng nói xíu hồi xưa Phật A Di Đà có nói á, xuống đây hộ thái tử không hộ mà nhiễm trần theo tà đó là bị đọ như người thường. Ổng là Bồ Tát đó con, chủ trì chùa Phim Anh mình á. À, cho nên con đừng tưởng mà xuống đây muốn làm gì đó làm. Không có hối lộ đi lên trên đường ăn một tay bồ con lần cha kể chuyện cho sư phụ nghe đó, con xuống trần lâu lắm rồi,
Lâu có nghĩa là 3 ngày ở trên trời á, là dưới đất này là mấy trăm nghìn năm mà lâu. Từ trước khi thời Na So, sư phụ đã từng ở những hành tinh khác. Đi qua thành tinh này, thì thành tinh này mới tạo thiên lập địa từ thời vua Thần Nông rồi tới Châu Văn Dương rồi tới Tần Thủy Hoàng dài dài. Thụ còn nhiều kiếp làm vua lắm, mình không có kể hết được. Mình kể xa xa đó thì ok. Những kiếp gần đây nữa cũng có nữa. Đi từ Âu Châu qua Ai Cập rồi Ấn Độ. Ấn Độ cũng là công dân của sư phụ hồi xưa tái sanh qua bển. Người Tây Tạng hôm nay là sư phụ làm vua bên Tây Tạng là ông Sroan Champo á, là đem đạo Phật vô cho Tây Tạng. Thì hôm nay mới có giao duyên nhiều thầy Tây Tạng là cũng vậy. Tại cái kiếp nào á, mà nó vừa đạo với vừa đời thì lúc đó cha lại xỉa xuống. Nghĩa là một tài tử đóng phim gì hay thì đóng phim đó. Còn chứ không phải là mình muốn làm cái gì mình làm được. Sư phụ vừa nói cái tên của ông vua ở Tây Tạng. Mỗi lần sư phụ nói chuyện á, đừng có cắt ngang. Cao đồ mỗi lần vô cái ý ra cao đồ cắt ngang à. Làm sư phụ không có nói được người hồi nữa. Ví dụ mới ấy để người ta chấm dứt. Lúc người ta nín á, thì không chịu nói đi. Người ta đang nói thì dù có cái ý để nó tiếp tục nữa. Mà là không nghe tới tới cái khúc không biết không cắt ngang à. 10 lần nha, 10 lần. Rồi giờ tới phiên câu đầu nói vua vậy. Người đó ông vua Tây Tạng đó có phải dịch tiếng Việt là sùng tán cán bố không? Cái chuyện đó mình không biết. Mình biết là Sroan Champo coi đi. Yeah. Có nhiều đó thôi cũng cắt nữa. Trời. Bây giờ ông vua có tài lắm. Ông vua mà đánh vô nước Tàu vô nhà Đường á, rồi cái công chúa của Đường Thái Thái Dân á phải gả, lúc đó là sư mẫu là công chúa của Đường Thái Dân. Vậy là ông đó. Ông đó đó. Thầy sư phụ giỏi về chinh chiến, chứ giỏi về mang cái sự công bằng lại cho một quốc gia. Thì y như Đức Thầy, tại sao kiếp nào Ngài cũng dùng thần thông, lúc Ngài làm Gia Cát Lượng cũng dùng thần thông để mà làm xích bích quả lửa để đốt tàu của Tào Tháo. Rồi lúc mà Ngài là Khương Tử Nha cũng dùng thần thông, đúng không? Rồi lúc Ngài là ông Lưu Bá Ôm cũng giúp, chưa nói nữa, có ông kiếp làm... nói nhiều quá, người ta nói mình nổ. Thật sự 100 năm tái sanh tới thế luôn là nhiều kiếp lắm. Cái gì tính không có hết. Mà tại mỗi lần cao đồ cắt ngang thụ quên đi cái ý đầu. Cái ý đầu là cha nói á, con á, đầu thai quá nhiều kiếp lắm rồi. Có những kiếp cho phụ phải đầu thai thành thú. Là kiếp nào biết không? Kiếp thời dinosaur. Cho phụ phải làm chúa trùm của dinosaur nữa. Nó đâu có loài người. Để nó cũng là có linh hồn đúng không? Chúng ta có đứa là dinosaur nữa đó. Bữa trong hãng sư phụ coi, ở mày dinosaur à, nó là thú thôi à. Thì có một lần cha trên xuống, con làm đủ, đóng đủ dài hết. Đi từ hai chân cho tới bốn chân cũng có, bay cũng có. Nhưng mà phiên nào ra phiên đó. Phim này là phim Việt Nam phải không? Phim thời đại của Việt Nam. Phim thời đại chiến tranh Biển Đông phải không? Phim thời đại của Hội Long Hoa, Hội Long Vân. Phim thời đại của Phong Thần 2. Sách tái diễn. Mỹ Thâu Lệ Phẩm Trời Ban Phong Thần. Sau này after all, sau khi hết Nga, hết Ukraine, hết Tàu, hết Đài Loan, hết Nhật, hết tùm lum la rầm rầm như kiểu này đi, thì nước Mỹ vẫn là nước cường quốc. Cho nên mấy vị mới cho cái câu Mỹ Thâu Lệ Phẩm Trời Ban Phong Thần. Nếu một người nào ngoài kia chỉ nghe câu đó, bên Tàu hay là bên ấy, trên thế giới Liên Hợp Quốc mà nghe là cũng phải hoảng hồn. Không có thể nào mà đi ăn hít Biden nữa. Tại Biden chỉ là tạm thời xả cái nghiệp. Tại bờ trên đã nói rồi là Mỹ Thâu Lợi Phẩm Trời Ban Phong Thần, tức là nước Mỹ vẫn là cường quốc trong tương lai. Rồi có cái bài cơ gì mấy vị nói là khi Việt Nam mình xây dựng lại á, là nước Mỹ là nước giúp đỡ nha.
bên cạnh thì có chú Cờ Hoa, Lân La có chú Chệt, Nơi Na bên mình gì đó. Chú Chệt là không biết là Đài Loan hay là Singapore gì đúng không? Nhưng mà trong cái sấm cơm cái gì nói đó là nước Việt build up lại lên đó là Cờ Hoa là Mỹ. Bên cạnh thì có chú Chệt, Lân La bên mình. Thì có cái bài sắm bữa với Hữu đọc. Sắm cơ là đi thành nghìn năm sao mà sai được. Chỉ có con người mình khôn quá, tính già, tính trẻ, rồi tính sai chặt lắm. Thì mới lì lợm cứng đầu, mới không có hiểu. Cũng may là 5 năm nay nói gì chúng đó mà còn bị chửi. Hữu nói chặt rồi thôi. Không biết chuyện gì xảy ra ta. Mà xảy không xảy gì, sư phụ cũng làm thật lòng. Cái gì là thiệt, giả là giả. Thiên tử trên thế gian này không có làm giả được nha quý vị. Nó có thể là một thằng đẹp trai như sư phụ đi. Nó có thể là một thằng có bằng cấp siêu quần giỏi đi. Nhưng mà cuối cùng nó không có bảy dòng hầu ai. Nên sao làm giả được. Cái đó là về mặt vô vi. Tôi không thấy hầu quang của anh bờ lộ hầu quang cho tôi thấy thì tôi mới tin. Ở Việt Nam vô mình nó hỏi nhiệt rồi ok rồi. Cái đó thì để mày tu đi rồi mày mới thấy. Nhưng mà cái nó phải thấy đó là tham, sư phụ không còn tham nữa. Phụ mới mỏ mấy chục triệu làm công sức lên đây mà rồi nghĩ cách decorate cái giường này nó như vậy. Cái này gọi là cái giường địa đàng nè. Cái này gọi là giường địa đàng đúng không? Đẹp như giường địa đàng. Ai lên đây cũng thấy vui vẻ. Con nghĩ có 1 triệu hút mà mở điên làm được đó không? Ở Việt Nam có nhiều người bỏ tiền xây dựng những cái ngôi chùa rất là lớn. Nhưng mà mục đích của họ cũng xây khách sạn trong để họ đem những cái người mà đầu óc khủng hoảng vô trong đó, tâm linh ở đó họ thâu tiền thôi. Họ không có phải như kiểu mình, sư phụ làm sao miễn. Tuy là nó thô sơ nhưng mà nó lại làm cho một cái nơi cái tâm của mình nó hỷ lạc thanh bình. Lên đây ai cũng có sự vui vẻ, cảm nhận vui thanh bình hết. Đó. Tham là không có mà làm được chuyện đó. Sân. Nếu mà sư phụ mà sân á hả, thù lật mặt hết một đám mấy ông thầy quốc danh á. Ông nào mà sư phụ không biết. Thầy Pháp Trơn, rồi ông Tịnh Từ, sư cô này, rồi ông thầy nọ. Ông nào mà không từ lưa trong đó. Đa số ông nào cũng có vợ hết á. Thù biết hết. Thù đâu giống như bà Phương Hằng đâu lật hết làm chi. Chưa nói nữa mấy anh Việt Cộng nằm dũng đây nè. Châu đầy ở dưới núi. Thù đâu có sân với họ mà tối ngày họ kiếm chuyện với mình nè ha. Sân. Si. Si là không có rồi đó. Si si mời. Si có thể là thích. Thích có thể là nói thích tàu đi. Thích đồng hồ Rolex. Thì cái đó là thích. Nhưng mà có điều sư phụ nói thiệt. Sau khi sư phụ giơ tay thời tài danh sắc thực thì ngày 16 tháng 3 năm 2017 sư phụ không có. Còn trước đó chưa thề thì chiếc tàu nó mua mười mấy năm rồi. Chiếc tàu ngày hôm qua mình lái á. Mấy cái đồ cũ à. Xe của sư phụ chiếc Bentley. Chiếc đó 2007. Sư phụ mua hồi xưa nó mới to nè. Lúc đó con gái lớn à. Nó mới có 8-9 tuổi à. Bây giờ nó 30 tuổi rồi. Con thấy nó mới nhưng mà thật sự nó cũ quá rồi đó. Cái model đó là làm bằng tay, nó không còn là làm đồ cũ không à. Cái đó đó là cái khác mà người đời không có làm được. Đại gia không có làm được. Đại gia con mà bước vô nhà của mấy ổng có thể là làm cái giường, cái bát do rất là đẹp, rất là mắc tiền. Nhưng mà mấy ông có cho ông bước vô hay không á. Tại vì đầu mấy ông nghĩ vô đây mượn tiền tao mà giả bộ mày té mày thưa tao à. Đầu tiên là tao nghĩ như vậy rồi. Cho nên mấy ông thạo mà làm xi măng với mấy ông mễ đó. Mày biết mày làm cái này cho ai ngồi không? Ai? A billion people sẽ lên ngồi đây. Thiệt á, đâu mày có nhiều lòng vậy. Mày tin tao đi, mấy thằng xây gò thang á. Xây gò thang này nè, không thấy không? Hồi xưa thụ nói nó không có tin. Mấy thằng thợ hồ á. Tôi nói mày làm đây là cả triệu triệu tỷ tỷ người lên đấy. Mấy thằng nó quảng hồn. Nó cứ nghĩ là chỉ có vài người lên à. Nó không phải, cái đó là của nhà mấy thằng tỷ phú.
Còn cái này mày làm cho lưu truyền cả nghìn nghìn năm tỷ người á.